Mình chào các bạn. Tiếp tục nữa là một chiếc Honda Super Cup hàng nội địa Nhật Bản. Đây là phiên bản màu đen mờ có hệ thống phanh ABS mà cửa hàng Bảo Duyên đã mang về mấy lâu nay để phục vụ cho các bạn từ cúp Việt Nam, cúp nội địa Thái, rồi cúp châu Âu và bây giờ là cúp nội địa Nhật nữa các bạn ha. Màu đen mờ, hiện tại xe đã nổ máy rồi. Xe này thì sẽ ship về cho một bạn. Để mình xem thông tin cái nha. Các bạn chờ mình một chút xíu nha. Đây, Gạch Giá, Kiên Giang. Bạn Châu Thị Mỹ Hiền. Châu Thị Mỹ Hiền đó các bạn, Gạch Giá, Kiên Giang. Ok, thay mặt cửa hàng Bảo Duyên cảm ơn bạn rất là nhiều đã từ xa vẫn tin tưởng ủng hộ cửa hàng xe bên mình. Bây giờ sẵn mình nghe tiếng bô, tiếng máy nha. Toàn thân xe là một màu đen và đây là dung tích nhớt nè các bạn. Đây là chiếc thứ N rời khỏi cửa hàng và về với chủ nhân mới rồi các bạn, cũng khóa thông minh. Đây, các bạn xem nha. Tuyệt đỉnh luôn, tắt đi ha. Mình sẽ làm lại lần nữa cho các bạn xem nè. Đó. Các bạn để ý kỹ nước sơn nha. Ha, mạ rôm nè. Có phải là đỉnh không? Đây, ở ngoài trời thế này quay mới hết thấy hết được vẻ đẹp của xe các bạn. Đem màu đen mờ đẹp quá các bạn. Đây phía trước phần gương nè, các bạn thấy nước sơn không? Ngay cả cặp gương thôi nước sơn cũng đỉnh rồi ha. Đây đó, mình đọ mở lên là cái đèn đờ mi nó cháy thế này và logo Super Cup cực kỳ đẹp, C125 màu đỏ chót luôn. Phía trước đây, đây là bộ hồ sơ giấy tờ mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Các bạn nếu quan tâm chiếc xe này á, mình cứ gọi cho nhân viên để tư vấn nha. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc. Còn về giá thì mình mời các bạn tư vấn luôn về giá, về ship xe. Xe này là bên mình nhập hải quan chính ngạch đó các bạn. Và bên này hệ thống phanh ABS. Đừng nói là 125, động cơ 110 Honda cũng đã trang bị hệ thống phanh ABS rồi. Đủ thấy là bên nước Nhật Bản họ quan trọng cái ABS thì như thế nào. Tức là họ đưa cái an toàn lên hàng đầu các bạn ha. Bỏ là bỏ không có ruột. Cùng động cơ nè. Mời các bạn xem. Đẹp luôn. Đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nha các bạn. Đây. Bát bô nè. Chút xíu nữa đây mình sẽ lại nổ máy vào số cho các bạn nghe. Chuyển mưa tới rồi các bạn ơi, phải tranh thủ mới được. Ôi nó đẹp các bạn ơi. Đấy rồi, để mình đề máy lần nữa. Đó. Ok ha. Vào số thôi các bạn. Báo số ở đây nè. 2, 3, 4. Đó. 3, 2, 1.
cái cần số họ làm rất là dài và nó có độ vảnh á, cho nên mình vô cũng dễ mà trả số cũng dễ các bạn. Đây, chân trống bên. Các bạn lưu ý nè, đá chân trống và tắt máy nha. Tức là khi các bạn đang đề vào số vô, đá chân trống tắt máy. Ok ha. Đây. Thực ra thì bộ đôi chìa khóa nằm đây nè các bạn. Đây nè, khi mình mua là mình sở hữu luôn cái hộp này, gồm có sách hướng dẫn sử dụng xe an toàn và sổ bảo hành. Đây, về sổ bảo hành mình có quay chi tiết cho các bạn xem rồi. Lưu hành nội địa Nhật nha các bạn. Đây ha, đây, ba gà sao. Các bạn thấy cái nước sơn không? Nước sơn rất đỉnh. Một giọt nước mưa nó rớt xuống nè, các bạn nhìn nè. Đó. Và hai giọt và ba giọt luôn nè. Rồi, đây ha. Những video này mình sẽ quay 4K nha các bạn, để các bạn xem rõ hơn và thoải mái hơn. Rồi. Chắc lẽ là mình sẽ khép lại cái video này đây nha các bạn. Một lần nữa thay mặt cửa hàng Quy Duyên cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn Châu Thị Mỹ Hiền đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Sen mình. Còn gì thắc mắc các bạn cứ gọi cho nhân viên nha, để tư vấn chi tiết, mình nhắc lại về giá, về ship xe, giấy tờ, thủ tục luôn nha. Ship toàn quốc với phí ship sẽ là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A nha. Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cà Mau là miễn phí. Ship tới Hà Nội, ship cũng chỉ có 500.000 thôi. Còn những bạn ở những tỉnh mà không có quốc lộ 1A đi ngang qua, mình vẫn có tự tin đặt đi, vì mình ship toàn quốc mà. Phí ship cũng chỉ vài trăm ngàn thôi các bạn. Và một lần nữa, cửa hàng Quy Duyên, số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Xin chào các bạn.